Nguyên tắc số 2, hơi mất công một tí mà thường thì ai chi li mới làm được, đó là luôn luôn ghi chép chi tiêu hàng ngày. Thì vợ chồng mình sử dụng cái app Money Lover, và cái app này thì rất là hay ở chỗ là hai điện thoại có thể chung một tài khoản. Thế nên là mình ghi cái gì ở trên app Money Lover trên điện thoại của mình thì chồng mình ngay lập tức cũng sẽ nhìn được chi tiêu đó. Nên là mình cũng không cần phải thưa bẩm các thứ về cái nội dung chi tiêu cả. Chồng mình có thể kiểm tra, và cái này thì nó có thể là làm báo cáo theo ngày, theo tháng, theo năm. Đấy, mình có thể biết là cái chi tiêu theo ngày, theo tháng, theo năm của mình là hết bao nhiêu, chi tiêu vào mục ăn uống hết bao nhiêu, chi tiêu vào mục giáo dục hết bao nhiêu, chi tiêu vào mục đầu tư hết bao nhiêu, chi tiêu vào mục trả nợ hết bao nhiêu. Nói chung là nó rất là công khai, minh bạch, rõ ràng, nó chỉ hơi mất công một tí. Mình thì mình không thấy nó mất công lắm, bởi vì mình cũng thích cái việc ghi chép lại cái việc chi tiêu. Nên là mình thì mình thấy cái app này nó rất là hay ho. Và cái lợi ích của cái này ý, thì thấy rõ rằng là cả vợ và cả chồng đều sẽ biết được một tháng chi tiêu hết bao nhiêu, và cái đồng tiền lương mà mình làm ra nó chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong cái nhu cầu chi tiêu của gia đình. Thế nên là sẽ tránh có cái trường hợp hỏi nhau rằng là ôi sao em, anh đưa cho em 10 triệu một tháng, anh đưa cho em 7 triệu một tháng, tại sao không đủ, em chi tiêu những cái gì mà không đủ. Hoặc là đôi khi là những người chồng hoặc là ngây thơ quá, nghĩ rằng là đưa cho 10 triệu cho vợ là xong, là ung dung, là cảm thấy là kiếm như thế là đủ rồi. Nhưng mà không biết được rằng là cái chi tiêu thực tế là sẽ mất nhiều tiền hơn. Hoặc đôi khi chúng ta phải gặp một cái vấn đề gì đấy phải tiết kiệm, thì lúc đấy chúng ta lại phải giảm cái chi tiêu đi, giảm tiền ăn đi, giảm tiền chơi đi. Thì lúc đấy chúng ta không cần phải giải thích với nhau, và chúng ta không cần có bất kỳ một cái nghi kỵ nào hết.